Chào cả nhà đã đến với kênh Thôi Vlog nha cả nhà. Bây giờ hai vợ chồng mình xúc đợt lương này là cũng cuối cùng rồi đó cả nhà ơi. Thì ở đây người ta cũng bơm nước ra đặng xả lúa cả nhà. Chắc trong lá chuối tưởng lương bự vậy. Hai vợ chồng mình thu hoạch lương và cá nha cả nhà. Xúc này vui. Ê, có lương rồi, có lương bự lắm. Bự. Em thấy cái đuôi đó rồi. Bự quá. Cả nhà ơi. Em thấy cái đuôi đó rồi. Bự quá, bự luôn. Đâu? Đấy. Có. Đây. Đâu rồi? Ồ, cha. Đã quá cả nhà ơi. Ôi. Ừ. Ồ. Từ từ anh ơi. Nãy nhẽm nãy nè. Nói chung ở quê mà gì là ok rồi đó. Wow. Hai em. Rượu càng ngon và nó không có cả nhà. Ừ cả nhà ơi, cái này được 3 con cả nhà, mà gió quá không quay cách ngay chỗ lần xúc được cả nhà. Gió nó bé em đi rồi gì vậy? Gió quá là gió rồi. Anh hạ xuống rồi hả gì? Chưa có thấy gì luôn anh. Cả nhà ơi, đồng đã ghê luôn. Có đồ nghề sẵn rồi cả nhà. Anh đem cái thao luôn. Này chắc xúc tới tết luôn á. Cái gỗ mình nó bé. May không biết gì có kho gần được à. Anh bỏ vô miếng nước đi. Rồi. Rồi theo tôi đi. Ê có. Ốc gì thấy sợ rồi. Có mà nhỏ nữa nè. Cũng lớn. Nó lỗi đó. Đó. À, cải nó có là được. Thì nhà nhiều ủ. Rồi vô xuồng luôn anh. Cho nó nằm đó đi. Ừ. Rồi tắt luôn. Mình chắc tớt quá. Im rùa. Mỗi cái nào cũng có hết sao được á. Mỗi có cái con. Mà em nhìn thấy. Ôi trời. Wow. Ủa, hai con luôn rồi Vinh ơi. Giờ chưa xác định được mấy con. Hai con. Mấy con kệ bự quá, bự luôn. Trời ơi, cái bánh lái rảnh kìa. Trời ơi. Con hả con? Con hả con hả? Đổ rồi. Chúa ở mà làm sao được hai con. Ừ. Ừ. Quá đã. Con tà bá luôn cả nhà ơi. Cả nhà thấy không? Vàng tươi luôn. Đem cái bọng nó vô. Ừ. Cái hình túc nó qua luôn. Tiếp tục cuộc hành trình. Búi cho kỹ nha. Nói chứ gì. Nó nghe ụp ụp rồi đó. Hử? Nghe ụp ụp một cái con. Chưa biết. Có phải ủ nào cũng có. Ê có. Ủa, luôn. Ui. Hai ba con luôn. Mấy con luôn.
Ở quê là vậy đấy cả nhà. Cũng còn không bao nhiêu ngày nữa là chuẩn bị bơm xạ ha anh, hết nước rồi ha. Có không? Nói chung đó là một giờ đó, người ta tiên tiến, người ta đắp đề, người ta bắt bơm sớm á cả nhà. Thành ra mình bắt cá năm nay chỉ được có 20 ngày hả cả nhà. Mỗi năm bắt được 1 tháng rưỡi, 2 tháng rưỡi. Hồi xưa là bắt được 2 tháng rưỡi, còn giờ chỉ bắt được 20 ngày. 20 ngày là cá vũ dần luôn cả nhà, chứ này bắt nhiều lắm. Ngày nào cũng bắt nhiều cá luôn cả nhà. Mình thấy giờ thấy là ốc không vũ dần luôn rồi. Không không ốc nhiều mà cua với cá mà cả nhà. Gì hả? Vũ dần luôn nè. Cả nhà thấy không thể tưởng tượng luôn. Cái đang lúc gài đang chạy mà nước lên. Rồi đầy cái giớn luôn rồi, còn gì nữa. Trời ơi. Đầy luôn rồi, không còn cái gì để nói luôn cả nhà. Ủa con cá trời gì bự kia vậy? Ôi. Cá lóc nữa. Luôn cá lóc luôn. Ôi luôn lư luôn. Con cá lóc. Ôi con cá trời. Con cá lê cỡ 3 kg. Ôi, trời quá rồi, cả nhà cá lăng nữa. Quá rồi, con cá này bự rồi. Giờ mình lấy đây. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, lấy cái thao để lên ha. Rồi. Để gì đi chích cú nè. Ủa, cá lăng quá trời luôn. Để gì đi chích cú. Không thể tưởng nổi cá luôn rồi, cả nhà ơi. Con gì dính đây á? Con cá lăng. Ủa. Ủa, lúc này em có cá lăng rồi, ngon quá. Nay cá đã thiệt chứ. Nay cá rất là nhiều cả nhà ơi. Quá đã rồi. Lâu lắm rồi mình mới thấy con cá lăng đó cả nhà. Trên cánh đồng á. Nha. Ừ. Ui đã ghê luôn. Rồi cả nhà coi con cá trê nè. Ông nổi mẹ ơi con cá trê. Cái tay vàng luôn rồi anh. Tay vàng tươi luôn. Ôi, đã lắm. Quá trời con cá trê nó bự cả nhà ơi. Ôi ôi. Ừ, cá. Cái đứa cầm tay vô rồi. Không có xì nhê gì thôi á. Chưa thấy gì đúng không anh? Nè. Không có xì nhê gì con cá này. Quá là bự rồi. Bự gì đâu nó bự. Cái nhà vợ chồng mình đánh đi vũ lại cái lằn lưới nha cả nhà. Gác quá tại gác lằn vũ đang cho sạch đó rồi cá đặng nó vô. Quá tại gió. Đây đây vợ cái này coi. Đứng sao coi. Có cái tủ ngoài đó. Thử thì có. Cái này là ụ, này là ụ gốc gà nha cả nhà. Ụ ngay cái giớn mình luôn nè. Thẳng ngay sẵn ngày xúc chơi thì nó có không. Đồ gốc gà không. Nặng. Nặng không. Gì còn nữa gì anh. Để đem phụ cầm chứ. Không rồi. Kéo lại đây em phụ cho. Ê 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 lại luôn. Trời ơi. Cũng có cũng được. Cũng có luôn. Có luôn nữa thầy. Hết độ quá. Bỏ nó vô, bỏ nó vô. Lương bị đứt. Bỏ nó vô. Giờ gom gom lại anh. Gom cụ lại luôn. Cụ này không phải là không có đâu mà tại biết sao. Có một mình này xuất nó nặng quá. Dạ ra đây đi. Dạ cho nó ra. Đó. Đợi cho nó đóng. Cái này mấy mất em phải phụ với anh mới được. Này cũng phải ủ lương mà ủ gốc gà. Ôi. Nhà ơi. Giờ mấy giờ? Cái thứ hai. Có hai trái. Rồi rồi nó bay xuống dưới rồi. Yeah,
Ơi em thấy cũng thấy con nhóc nè. Đó không? Cái chốt gì cua không à? Ôi ôi cái chốt. Trời ơi, đâu đâu đâu, chưa thấy rõ, chưa thấy rõ. Quá trời cái chốt luôn. Cái chốt không à? Cái nào ngoài á? Nào ngoài đổ. Bây giờ không thì tự nói cá, đâu kiểu gì cũng có cá thôi. Cua này cua. Cá cua và cua cá lá của mình. Tưởng nổi luôn. Ngày con thao thao vậy nè cả nhà. Lương kìa, lo không lên thẳng lương luôn. Chốt cũng dính lại nè cả nhà ơi. Hồi nãy thấy con cá bự luôn. Giờ hết thấy cá bự luôn là cả nhà thấy nó. Quá thịt cua rồi anh. Cái này em ơi. Không có dính được. Cá từ 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 xuống nữa nha. Bỏ cái anh đẩy cái đó lại đi, bỏ bỏ ngoài nè. Mệt quá. Quá là mệt luôn. Nói chung là mình dần lương xong rồi, mình đổ vớt xong rồi cả nhà. Thì mình có thu hoạch được một thao cá luôn cả nhà ơi. Cả nhà thấy. Cả nhà thấy nè. Nè, một thao cá luôn cả nhà. Ô nhiều quá xả luôn. Cá bự bự không à. Đó. Lương nữa. Được một số lương nha cả nhà. Đây, mình được một số lương. Ê, lòng to cái gì lòng gọc. Một bầy con gọc. Đây nè cả nhà. Đây. Nguyên bầy con gọc luôn. Lương. Một ổ lương luôn. Nói chung là thu hoạch hơi bị khấm khá nha cả nhà. Rất là nhiều luôn. Không mà làm nghề này cũng vui lắm cả nhà. Ở ngoài ngày nào cũng có như vậy hết cả nhà. Ngày nào là mình cũng kiếm vậy hết á. Bây giờ nói chung là video mình tới đây là cũng quá dài cả nhà. Mình quay cái những cái toàn cảnh là ở miền Tây mùa nước nổi nha cả nhà, là cá đến lượng cá của thiên nhiên ban tặng mình cả. Nói chung là cả gần 10 năm nay mới có nước nó lớn được cỡ vậy nè cả nhà. Gần 10 năm nay rồi mới có một nước nó mới cao được vậy, cá nó mới vô đồng. Nó mới rất là nhiều. Thì mình làm cho tại vì mình sống ở vùng nước, mình biết bắt được tất cả loại ngư cụ, cái gì mình cũng bắt được hết, từ cái này cái kia mình bắt được hết cho cả nhà xem. Bây giờ video mình nói tới đây, video cũng dài cả nhà ơi. Cả nhà thấy hay thì cho mình một like, nhớ bấm cái chuông theo dõi tiếp theo những tập tiếp theo về cá bắt cá nữa nha cả nhà. Rồi bye bye, chào tạm biệt cả nhà nhé. Chống vô thôi, giọt nè, nấm lúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.